Ngày 26 tháng 12 năm 2022, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm nâng cao vai trò trách nhiệm, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu kiểm định phương tiện của nhân dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn tồn tại tình trạng ùn ứ xếp hàng dài tại các đơn vị đăng kiểm. Vì vậy, ngày 28 tháng 12, Cục tiếp tục có văn bản hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện nghiêm một số nội dung để khắc phục tình trạng trên. Theo nội dung văn bản của Cục Đăng kiểm Việt Nam, các đơn vị đăng kiểm tuyệt đối không được tự ý đóng cửa, dừng phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới. Cục Đăng kiểm sẽ thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với phương tiện có các hạng mục kiểm tra được đánh giá thuộc khiếm khuyết, hư hỏng không quan trọng, không ảnh hưởng tới an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, các đơn vị đăng kiểm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.